Mến chào các bạn nha. Bây giờ mình ra quay chiếc xe Beliwood chắc cái cũ đi vô thôi các bạn. Thì cái đường này nó phập phèo 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 thế ghê lên nha các bạn. Khoan coi nè, mình đi ha, nè các bạn thấy không, mình nhắn là đất nó rung lên luôn nè các bạn, nè thấy chưa, trời ơi, nè các bạn coi nè, hả, thấy ghê lắm. Nhưng mà mình chở vừa đủ tải thì nó không sao. Các bạn mà gắn thêm vô 1 tấn nữa là còi tới đó nó dính đó. Dù đôi tải thì nó không sao ha, nó dẫn ra bình thường. Nhưng mà phải có chiếc dẫn nha. Thì ở đây là hiện tại là 3 chiếc đang chất. 3 chiếc đang chất ha các bạn. Chiếc của thằng Lê. Đây chiếc mình đang chiếc là đang chất, chiếc này chiếc Mega nè. Tiếp tục bô luôn ha, chiếc Mega ha. Có chiếc mình đó, chiếc nó nằm đó chưa chắc. Chiếc Ford với chiếc của Lê chuẩn bị dẫn ra. Chiếc trong kia ha, chiếc trong kia chiếc 80 lên gác cabin. Hai chiếc Mega luôn ha. Rồi bây giờ xong rồi mình quay tiếp ha các bạn. Bây giờ mình quay cái đường trước cho các bạn xem. Cái đường này là cái đường bữa đầu tiên nè. Chẻ qua bờ. Qua bờ chỗ này dính luôn. Bây giờ là chỉ còn đường đi sát xe gốc mới đó mì. Nhưng mà chỗ đó nó xuống sâu lắm, nhưng mà nó vẫn phập phèo, nhưng mà nó vẫn lướt qua được ha. Nó vẫn lướt qua được tại vì mình chưa có nó chất quá tải á. Đây nè, đây là chỗ lầy bữa trước nè. Đây còn cái cây dính thế này, bỏ cây luôn chứ lấy cây lên gì nổi nữa. Cây nãy giờ môi sôi xong rồi ve xe lại câu xích vô lấy lên. Còn cái lỗ này, bạn biết cái lỗ này nó sâu cỡ nào không? Cái lỗ này sâu cả mét mấy các bạn, không từ đầu bên kia, từ chỗ góc bờ bên kia nó kéo dài tới đây luôn, là bị dài khoảng 3 mét ha, 3 mét nha các bạn. Trời ơi, kinh khủng cái lỗ chứ. Giờ mình chỉ có cách đứng bên đây mình quay qua các bạn, chứ còn qua bên kia hồi mình quay mình chạy lên đây nè, nó vướng chỗ này ha, xe nó đi qua mình không có đi qua được, hẹp chỗ này. Đó, bây giờ mình chỉ đứng đây mình quay thôi, quay chiếc nào ra quay tiếp ha. Chiếc ga 80 ga nè, 80 không phải ga mà nhóm tới á. Cái bữa đầu tiên dính dữ dằn lắm các bạn. Xong rồi tới bữa thứ hai Lê mới điện cho mình, mà bữa thứ hai cái đầu không qua được luôn, cái đầu không qua thứ hai không qua được luôn, bữa là ngày thứ ba nè mình mới đi lên đường nè. Đó là chiếc BX 640 đang chắc cái đó, chắc hai ba đống nữa là đi lên trên này ha, lên trên này chắc phụ trên này. Còn anh Đạt là chiếc 690, chiếc 690 anh chở trong đây ha. Còn qua vườn cao su phía bên kia là xe hàng quà với xe của anh Tý ở Anh Cơ Phước Chinh vậy đó, chở bên đó ha. Mình tranh thủ mình quay bên đây xong, quay đây xong qua bên kia mình quay xe tí ra vuốt ha các bạn. Còn xe quà tới không kịp rồi, xe quà đã trước ha. Anh em lên cũ và cho nhóm tới nè. Rồi ok. Nhắm tới quay tiếp nha các bạn. Chiếc phò dây vô ha. Chiếc phò dây vô, dạy tới xe Lê dây vô nè.
dẫn ha, không dẫn ra không nổi đâu. Dưới kia là lấy xong rồi các bạn, cái đám dưới kia lấy xong ha, cái đó là lấy xong hết rồi, giờ là chỉ còn cái đám bên hông đây, đám hông này là còn một chiếc nữa ha, một chiếc nó chở, không biết có hết hay không chưa, không biết nha. Chiếc màu đỏ, chiếc màu xanh nè. Rồi xong rồi. Chắc là tấp 3 tấp công nè các bạn. Chắc tấp công nào xong về trước ha. Không biết về trước hay là phụ tấp công kia luôn không? Tại vì chàng xe đi chung mà. Xe cũng phải đậu đợi. Bên đó là xe của ông Hòa, xe của ông Hòa đang ra. Chiếc của ông Hòa đang ra các bạn. Đang qua bên điều cao su bên kia. Đang bên này nó kéo vào của anh Cường ha. Còn trong vườn cao su nhanh non này thì của anh Đạt. Anh Đạt cũng chiếc 690 cũng đang kéo trong đây ha. Nhưng mà của anh Đạt kéo sướng lắm, mà kinh khô không à. Rồi, dạ anh em lên đồn ha. Rồi, lên đồn chuẩn bị nha các bạn. Lát nữa quay chiếc xe mà BS nhỏ ra ha. BS mấy chiếc nhỏ nhỏ chứ một cầu chứ đi ra vui lắm các bạn. Chiếc trước này nhắm tới là chiếc trước này chắc cũng gần xong rồi nè. Vậy là xong là lê với chiếc mà chiếc con Ford này là quay vô chắc dẫn chiếc này ra tiếp luôn nè. Đó nhiều rồi ha. Quá khó nha. Qua mấy clip đó khó nặng máy lắm. Đi clip xui với nhẹ nha các bạn, đi qua clip nặng máy lắm. Rồi nổ máy. Đi trước nha. Con này đi trước luôn. Rồi xuất phát. Tài xế chưa lên. Kho có turbo luôn ha.
Rồi, mở dây ra. Cái đầu không quanh lại dễ ha. Chỗ đó sơ ý là dễ xuống, chỗ đó mọt này anh em ra cũng hơi nặng đó nha, nhưng mà cái mọt này bị hông, cái hông mà thấy nó nhỏ nè.